Good morning, good morning. Hello. 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 Hello, xin chào các bạn. Bên khu kia trời lạnh chồng không được, phải gửi qua bên khu mình chồng á. Ok, rồi. Thôi gửi thì chồng. Rồi bà bỏ tính chồng đâu rồi? Chồng ở đây nè. À, tại vì bên đây là có cây đào ha. Bên đây có cây chanh. Vậy là chồng ở chính giữa hai cây này. Chồng ở đây. Actually như chỗ này nè ha này. Chỗ this spot nè. Cây này nó cao lắm đó nha. Cây này cao rồi. Không biết nó bao lâu mới ra loại trái này. Không biết rồi, cái này đem về cũng mấy tuần rồi. Mà đâu có ở không đâu mà trồng xuống, bữa nay mới ở không rồi. Ừ, bữa nay mới chuẩn bị xuống lỗ. Đó. Đó, bên xăm phân rồi ở trồng rồi. Bây giờ Linh đi trồng rồi. Bà bỏ trồng giỏi quá mà. Bởi vì trồng cây mà cũng có người gửi nữa. Cái hộp rụng xuống rồi nó hộp gì, một cái cây gì á tắt rồi bị rồi. Kéo cái giấy lên á. Dạ. Ok hả bà? Đó, bây giờ gắn dưỡng nó đi. Bao nhiêu? Mấy năm? 2 năm hả? Chờ 2 năm nữa. 2 năm. Trong vòng 2 năm chờ đợi thì bỏ đi ra ngoài mua ăn đỡ đi nha. Ok. Vậy là buổi sáng nhà mình đã trồng thêm được một cây mới vô trong cái người gửi là chờ 2 năm coi có trái không nha. Rồi bỏ đã trồng giùm được một cây hồng. Lấy đồ chấm thôi mà. Rồi. Xong xuôi, thank you, bà bỏ với anh Cường. Rồi. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.